Thưa quý vị, mới đây, một nhóm đối tượng lợi dụng lúc rạng sáng đã sử dụng vỏ lãi cập sát các tàu hàng lớn trên sông chợ đệm thuộc quận 8 thành phố Hồ Chí Minh để ra tay hút trộm dầu. Rất may là hành vi này đã bị lực lượng chức năng kịp thời phát hiện. Trạng sáng ngày 2 tháng 5, Trần Văn Tha, 27 tuổi, cùng hai đồng phạm chạy xuống máy, mang theo dụng cụ, áp sát các tàu hàng đậu trên khu vực sông chợ đệm quận 8 để đục hút trộm gần 1.000 lít dầu diesel trên đường tuần tra, tổ công tác trạm cảnh sát đường thủy Trạch Cát, công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện Tha và hai người khác chạy xuồng máy chở nhiều can nhựa đi từ hướng sông chợ Đệm về cầu Bình Điền. Lực lượng chức năng tra hiệu lệnh dừng kiểm tra hành chính, xong nhóm này tiếp tục bỏ chạy. Bị bao dây, nhóm Tha tấp vào bờ kè, nhảy lên lan can định bỏ trốn nhưng bị bắt đưa dây trụ sở. Cảnh sát thu giữ xuồng máy, 26 can nhựa chứa dầu DO cùng nhiều tăng vật kéo kem công lực, mỏ lết, búa, ống dây mềm. Tha được bàn giao cho công an quận 8 để mở rộng điều tra. Khai với cảnh sát, thanh niên này thừa nhận do thạo nghề sông nước nên chủ đồng phạm đi trộm dầu từ các tàu hàng, bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.